Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video của Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, đối với mọi gia đình, loài chuột chính là một nỗi ám ảnh, là cơn ác mộng đối với nhiều người. Không chỉ gây ra những phiền toái trong đời sống của chúng ta, mà còn là tác nhân trung gian, truyền nhiễm có thể gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, số lượng chuột trong nhà của chúng ta lại khá lớn, lại không dễ dàng để tiêu diệt tận gốc, cho nên càng đe dọa tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày hơn. Trong video ngày hôm nay, Sống An Nhiên sẽ chia sẻ tới quý vị một số bí quyết diệt chuột nói riêng cũng như các loại côn trùng nói chung. Những cách làm này vừa đơn giản, vừa hiệu quả và ưu điểm là có thể diệt một lúc cả đàn chuột, chứ không như việc dùng bẫy hay bẫy dính. 1. Cách diệt chuột bằng gạo trộn xi măng. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một nắm gạo nhỏ, một muỗng xi măng. Bạn có thể xin nhà nào đang xây một ít, một muỗng dầu mè, vài chiếc bát con bỏ đi hoặc bất kỳ vật đựng nào sẵn có, tùy vào việc bạn muốn đặt ở bao nhiêu vị trí. Cách làm: bước 1. Đầu tiên, cho gạo vào rang đều tay cho đến khi gạo có màu vàng và thấy thơm là được. Bước 2. Sau khi gạo vàng thì đổ vào một chiếc bát hoặc hộp nhựa. Bước 3. Cho thêm vào đó một muỗng dầu mè rồi trộn đều lên. Bước 4. Tiếp theo, đổ chỗ xi măng đã chuẩn bị vào bát rồi trộn thật đều sao cho hỗn hợp hòa quyện vào nhau. Bước 5. Đem hỗn hợp chia thành nhiều phần và đặt ở những nơi chuột hay chạy qua như trong bếp, cạnh các khay tủ, gầm giường. Sau khi làm như trên, hương thơm của dầu mè và gạo rang sẽ khiến chuột tìm đến để ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn, chúng sẽ cảm thấy khát nước do xi măng khô có trong hỗn hợp trên. Lúc này, xi măng gặp nước sẽ đóng cục lại, khiến chuột khó chịu, đầy bụng rồi bỏ ăn đến chết. Hoặc có thể chỉ dùng xi măng trộn với dầu mè thôi, cũng có thể dụ được lũ chuột đến ăn và chết vì bị tắc ruột. Cách làm này vừa đơn giản, vừa hiệu quả và ưu điểm là có thể diệt một lúc cả đàn chuột, chứ không như việc dùng bẫy hay bẫy dính. 2. Cách diệt chuột bằng khoai tây. Nguyên liệu cần có: 3-5 củ khoai tây, tùy vào số lượng chuột trong nhà. Cũng có thể sử dụng khoai đã mọc mầm cho tiết kiệm, một ít bột cacao, bột vani, mua ở hàng bán đồ làm bánh. Chúng có mùi thơm nên sẽ hấp dẫn chuột tìm đến. Nước trắng. Cách làm: đem luộc khoai tây thật mềm, sau đó cho vào bát và dùng thìa làm nhuyễn ra như bột. Sau đó, đem trộn khoai tây với một ít bột cacao, vani để tạo thành hỗn hợp có mùi thơm ngon quyến rũ. Cho hỗn hợp này vào các đĩa nhỏ và đặt ở những nơi chuột hay lui tới, kiếm ăn như góc bếp, cạnh tủ, bàn ăn. Đồng thời, đặt gần đó các bát nước để dụ chuột uống sau khi ăn nhiều khoai sẽ bị khát. Cách 1-2 ngày, lại thay nguyên liệu mới để đảm bảo mùi thơm luôn có thể thu hút chuột đến. Kiên trì đặt bẫy trong khoảng vài ngày, chuột sẽ bị tiêu diệt tận gốc. Lưu ý, trong quá trình bẫy chuột, thường xuyên kiểm tra các góc tối trong nhà, nơi chuột trú ngụ để tìm xác chúng và dọn dẹp kịp thời, hạn chế mùi hôi thối ảnh hưởng tới không gian sống. 3. Dùng giấm. Chuẩn bị sẵn những miếng bông cốt tông và tẩm đẫm giấm trắng. Tẩm giấm cho đến khi miếng bông không thể thấm hút thêm nữa. Sau đó đặt chúng trong tủ, dưới bồn rửa chén, ở mặt sau của tủ quần áo hoặc là dưới bếp. Nhồi nhét những cục bông vào những lỗ nhỏ có thể ngăn chặn chuột gặm nhấm đục khoét thêm. Và hãy nhớ, thay thế các cục bông khi chúng đã bị khô và không còn ngửi thấy mùi giấm chua nữa. 4. Bẫy chuột bằng dầu ma rút. Dầu ma rút không hề khó kiếm, bạn chỉ cần đến những cửa hàng sửa chữa xe máy, xin hoặc mua một ít về, đổ dầu vào những chỗ mà lũ chuột hay chạy đi chạy lại. Khi dầu ma rút dính vào lông chuột, chúng sẽ phải liếm lông, từ đó bị ngộ độc dầu ma rút mà chết. Khi chuột mắc bẫy và chết, vứt xác chúng xa nhà ít nhất 2 km, ở nơi có nhiều cây cối rậm rạp. Việc này sẽ giúp chúng không thể tìm đường quay trở lại nhà của bạn. 5. Sử dụng các loại tinh dầu thơm. Nghiên cứu khoa học chứng minh rằng các loài bò sát nói chung và chuột nói riêng đều rất ghét mùi tinh dầu. Mẹo vật đổi chuột bằng tinh dầu tự nhiên có trong các loại thực vật vừa đảm bảo an toàn cho cả nhà, vừa mang lại cảm giác dễ chịu, hương thơm cho căn nhà của bạn. Bạn chỉ cần nhỏ vài giọt tinh dầu có mùi yêu thích, bạc hà,
oải hương, hoa cúc và miếng bông nhỏ, sau đó đặt miếng bông đó vào các góc nhà, thùng rác hoặc những nơi là đường xâm nhập của chuột. Khoảng 5 đến 7 ngày sau, bạn thay miếng bông tầm loại tinh dầu khác. Ngoài ra, để tạo dựng không gian sống xanh và sạch, trong lành, nhiều gia đình hiện nay còn trồng cây bạc hà ở sân vườn, ban công hoặc các lối ra vào. Như vậy, vừa có rau thơm ăn, vừa đảm bảo không còn sự xuất hiện của chuột hay côn trùng nữa. 6. Đuổi chuột ra khỏi nhà bằng bột giặt. Bột giặt không chỉ giúp làm sạch quần áo, chúng còn là chất giúp bạn đuổi chuột ra khỏi nhà. Bột giặt cũng là cách đơn giản mà hiệu quả để đuổi chuột. Bạn có thể dùng xà phòng với bột hoa tiêu để ở nơi chuột thường qua lại, cũng có thể trộn thêm chút cơm nguội và đặt ở những nơi chuột hay ghé qua. Chắc chắn rằng chuột sẽ sợ mùi này và không dám quay lại. 7. Dùng quế thơm. Những thanh quế thơm có mùi vị rất mạnh sẽ khiến chuột tránh xa. Cách này có thể áp dụng trên trần nhà hay ở những nơi cất đồ đạc như quần áo, thức ăn mà chuột hay lui tới cắn phá. Chỉ cần vài thanh quế sẽ khiến cho chuột không bao giờ dám chạm chân tới đó nữa. Dù có dùng bất cứ mẹo vặt đuổi chuột nào, bạn cũng nên nhớ rằng việc này... Vâng thưa quý vị, không chỉ riêng loài chuột gây ra nhiều phiền toái cho chúng ta, mà tất cả các loài côn trùng khác như ruồi, muỗi, kiến, gián đều là kẻ thù của một căn nhà sạch sẽ. Mọi công sức dọn dẹp nhà cửa dường như đều sẽ đổ sông đổ bể nếu các loài sinh vật đáng ghét cứ liên tục vo ve quanh bạn. Vậy phải làm như thế nào để có thể diệt trừ chúng tận gốc? Xin mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của video nhé! 1. Mẹo đuổi muỗi. Muỗi là loài sinh vật thích để trứng trong những ao nước tù, đọng để lâu ngày và những nơi góc tối, góc khuất. Vào mùa mưa, thời tiết ẩm ướt càng tạo điều kiện cho chúng sinh trưởng mạnh mẽ hơn. Để đuổi muỗi, chúng ta có thể dùng những cách tự nhiên mang lại hiệu quả cao. Muỗi vốn nhạy cảm với những mùi cay, nồng, do đó dùng vỏ cam, chanh, quýt hoặc bưởi đem đi phơi khô. Sau đó, mỗi tối trước khi đi ngủ, lấy vỏ cam, chanh, quýt hoặc bưởi khô đem đốt. Mùi tinh dầu từ cam, chanh, bưởi và quýt sẽ khiến cho muỗi phải tránh xa, đồng thời rời khỏi ngôi nhà của bạn. Một cách khác để đuổi muỗi, bạn lấy quả chanh, bổ ra làm hai theo chiều ngang, lấy một lượng hoa đinh hương khô vừa phải, bạn cắm phần thân hoa vào mặt có các tép nước của quả chanh. Khi cắm, lưu ý cắm dày và đều khắp các mặt của quả chanh, làm tương tự với nửa quả chanh còn lại. Tùy vào diện tích trong ngôi nhà, bạn có thể làm nhiều hay ít số lượng quả chanh. Bạn mang chúng đi đặt ở nhiều góc trong nhà như bàn phòng khách, phòng ăn, nhà vệ sinh hoặc đặt ở những nơi mà muỗi hay bay tới. Muỗi rất sợ mùi chanh và đinh hương, đảm bảo khi ngửi thấy mùi kết hợp này, muỗi sẽ lập tức cuốn xéo hết ra khỏi nhà bạn ngay. Chanh diệt côn trùng thật đơn giản, dễ làm và mang lại hiệu quả vô cùng tốt. Thay vì dùng bình xịt côn trùng có chứa hóa chất, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con người, bạn hãy nghĩ tới quả chanh. Diệt côn trùng bằng nguyên liệu thiên nhiên từ quả chanh là giải pháp tốt nhất cho bạn, lại đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình. 2. Mẹo đuổi gián. Gián thường sống trong những nơi ẩm thấp, tối tăm và dơ bẩn như ống thoát nước, cống hoặc thùng rác, và chúng thường bò vào nhà cũng như tủ quần áo của chúng ta. Để đuổi gián đi rất dễ bằng những cách sau đây. Dùng xà phòng. Gián vốn sợ mùi thơm nên chỉ cần pha xà phòng và xịt lên gián hoặc tủ hoặc những lỗ thoát nước. Bạn cũng có thể bỏ xà phòng vào trong tủ quần áo là gián sẽ không dám đụng tới. Nước đường. Cho 3 muỗng đường vào một hộp sắt và đổ nửa bát nước khuấy đều rồi để ở những nơi gián thường lui tới. Chúng sẽ bị lôi cuốn bởi mùi ngọt và rơi vào trong hộp. Bột baking soda. Trộn baking soda với bánh ngọt và hành phi vừa phải, tránh quá nhiều làm mất tác dụng, để ở những nơi gián hay bò tới. 3. Mẹo đuổi kiến. Kiến là những con vật xuất hiện trong nhà nhiều nhất. Bất kể thời gian, chỉ cần có mùi đồ ăn hoặc vị ngọt là chúng sẽ bu xung quanh thành đàn. Do đó, dễ gây khó chịu cho gia đình cũng như các trẻ nhỏ. Có những cách đuổi kiến hiệu quả như sau. Giấm. Trộn giấm với nước và cho vào bình xịt rồi xịt ở những nơi kiến xuất hiện. Khoảng 30 phút sau, chúng sẽ đi hết vì kiến dị ứng với mùi giấm.
phấn, lấy phấn vẽ một đường xung quanh chân tường hoặc trước mặt chúng. Chất carbonat, xi trong phấn sẽ đuổi hết những chú kiến đi. Dầu hỏa. Cho một ít dầu hỏa vào chân bàn ghế hay chân giường, hoặc bạn cũng có thể đổ một ít dầu hỏa vào chén và để trong góc tường, kiến sẽ không dám bén mảng tới. 4. Mẹo đuổi ruồi. Còn gì khó chịu hơn khi lũ ruồi cứ bay quanh những khu vực chứa đồ ăn? Làm cách nào để đuổi ruồi là băn khoăn của các gia đình sống ở vùng ẩm thấp hay những cửa hàng nơi bán đồ ăn, các cửa hàng bánh kẹo có mùi ngọt của đường hay các cửa hàng chế biến những thực phẩm sống có mùi tanh là khu vực yêu thích của ruồi. Ruồi nhặng gây ra sự khó chịu cũng như ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Để tiễn lũ ruồi ra khỏi nhà, bạn chỉ cần phơi khô vỏ chanh rồi đốt cháy. Hương thơm của vỏ chanh sẽ giúp bạn thấy sảng khoái và cũng khiến lũ ruồi sẽ tức tốc bay ra khỏi nhà bạn. 5. Đuổi ve và bọ chét. Nuôi thú cưng là sở thích của nhiều gia đình. Tuy nhiên, bộ lông của thú nuôi trong nhà là nơi chứa nhiều ve và bọ chét. Để giúp vật nuôi trong nhà bạn không còn khổ sở vì ve, bọ chét, bạn nên dùng các loại xà phòng và dầu gội diệt trùng để tắm cho vật nuôi, hoặc bạn có thể dùng nước chanh tắm cho chúng. Mùi hương của vỏ chanh có tác dụng xua đuổi ve và bọ chét. 6. Cách diệt mối tận gốc. Cách thứ nhất, dùng axit boric. Axit boric là một thuốc mối có tác dụng chậm, khiến những con mối dính thuốc sẽ mất khả năng tiêu hóa và chết dần. Chỉ cần hòa dung dịch axit với nước, sau đó cho vào ống kim tiêm và bơm dung dịch này trực tiếp lên các vật dụng có dấu hiệu của mối. Tuy nhiên, dùng phương pháp này rất dài thời gian, khi diệt mối hết một tổ có thể kéo dài đến 5-6 ngày. Cách thứ hai, phơi đồ dùng dưới ánh nắng mặt trời. Nếu mối đã đục khoét các vật dụng nhỏ bằng gỗ trong ngôi nhà của bạn, thì bạn có thể tháo dỡ các vật dụng đó và đặt nó trong ánh nắng mặt trời. Mối sống trong bóng tối và ánh sáng của mặt trời là kẻ thù của chúng. Trong thời tiết tốt, đưa các vật dụng của bạn trong ánh mặt trời càng lâu càng tốt, tốt nhất là trong 2 đến 3 ngày. Phương pháp này có thể diệt mối tốt, song các vật dụng lớn gắn liền trong nhà thì không thể áp dụng. Cách thứ 3, ngâm vật dụng bị mối và dầu hỏa hoặc dầu thơm pha chế. Từ xa xưa, mỗi khi trong nhà có mối, gián, kiến, ông cha ta thường sử dụng dầu hỏa để phòng ngừa và diệt trừ các loài gây hại này. Ta có thể chọn buổi trời nắng, dùng bàn chải bằng sơ tre hoặc chải khô, tẩm dầu đốt, bôi đều khắp vật dụng bằng gỗ. Phơi khoảng 2 giờ, lại tiếp tục bôi thêm lần nữa, phơi tiếp vài tiếng, cuối cùng dùng nước xà phòng lau sạch, dầu mọt sẽ chết hết. Với đồ gia dụng bằng tre đã bị mối mọt tấn công, có thể dùng loại nước thơm chế sơn, nước ammoniac hoặc aldehyde formic để diệt chúng. Nếu lỗ bị khoét quá nhỏ, có thể dùng kim tiêm hoặc lọ xịt để phun thuốc vào bên trong. Thường phải phun 2 đến 3 lần mới diệt được tận gốc. Sau khi đã xử lý hết mối mọt, dùng sơn quang dầu đánh đều khắp lượt, có thể quét thêm sơn lên nữa. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ được sử dụng để diệt mối gỗ khô và mọt gỗ. Hơn nữa, dầu hỏa lại có mùi rất khó chịu, vì vậy biện pháp này nên dùng ở ngoài phòng. Nếu dùng dầu hỏa để diệt mối trong phòng, ta nên xếp đồ đạc gọn gàng để tránh bị dây mùi và cảnh báo tránh xa với những người trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ, hoặc liên hệ với đội ngũ diệt mối chuyên nghiệp để tìm giải pháp. Cách thứ tư, đóng băng đồ dùng bị mối. Nếu bạn sống tại nơi mưa nhiều, ẩm thấp, không thể đặt các đồ nội thất bị ăn mòn ngoài ánh mặt trời, thì bạn hãy xem xét khả năng đóng băng để tiêu diệt mối. Đặt vật dụng bị mối phá hoại hoặc đồ nội thất nhỏ bằng gỗ vào một tủ đông lớn trong 2 đến 3 ngày. Mặc dù điều này có thể sẽ khó khăn vì phần lớn là đồ nội thất, nếu bạn sử dụng được phương pháp đông lạnh này thì việc diệt trừ mối không có gì phức tạp. Nhưng đối với cách này, thường chỉ dùng cho những vật dụng nhỏ và điều kiện vật chất ở nước ta chưa áp dụng được thường xuyên như các nước phương Tây. Quý vị thân mến, một căn nhà gọn gàng, sạch sẽ, không có bóng dáng của các loài côn trùng đáng ghét là mơ ước của mọi gia đình. Vậy các bạn hãy thử áp dụng các mẹo mà Sống An Nhiên vừa chia sẻ ở trên. Mặt khác, nếu các loài chuột, muỗi, kiến, gián liên tục quấy phá không ngớt, thì bạn hãy thử nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ diệt côn trùng chuyên nghiệp để giải quyết dứt điểm tình trạng này nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn
đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.